Tóc Tiên xin lỗi vì xuất hiện ở những sân khấu không phù hợp khi trình diễn ở nước ngoài trong quá khứ. Chiều ngày 23 tháng 8, ca sĩ Tóc Tiên bất ngờ đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân sau khi những hình ảnh tại các buổi biểu diễn ở nước ngoài của một số nghệ sĩ bị cộng đồng mạng chỉ trích mạnh mẽ. Cô cho biết, là một ca sĩ Việt Nam từng học tập và trình diễn ở hải ngoại từ 15 năm trước, bản thân tôi cũng không tránh khỏi việc từng vô tình xuất hiện trên một vài sân khấu không phù hợp do không tìm hiểu kỹ lưỡng và thiếu sự quan sát cẩn trọng khi trình diễn. Hôm nay, tôi biên thư này xin phép được tự mình lên tiếng trước với quý khán giả. Thời điểm đó, hơn 10 năm trước, tôi vẫn còn là một người trẻ thiếu kinh nghiệm, chưa đủ cẩn trọng trong việc lựa chọn sân khấu biểu diễn. Tôi xin chân thành nhận lỗi vì đã không tìm hiểu kỹ lưỡng và thiếu sự quan sát cần thiết, dẫn đến việc tham gia một số sự kiện không phù hợp. Đây chắc chắn là một bài học không thể quên trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Cuối cùng, Tóc Tiên mong khán giả sẽ thấu hiểu và tha thứ cho lỗi lầm của mình trước đây. Cô viết, Tiên tin rằng ai trong cuộc đời cũng có những sai lầm và những lần vấp ngã. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết đối mặt nhận sai sửa sai và cống hiến hết mình cho những giá trị mà mình tin tưởng. Tiên luôn tự hào mình là người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam và sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để cống hiến cho đất nước và cộng đồng. Tóc Tiên rất mong nhận được sự thấu hiểu và tha thứ từ quý khán giả trước những phiền muộn không hay.